Một đặc điểm lớn nhất về người Việt Ten là ở nơi nào khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất, ở đó sẽ có người Việt Ten. Điều này đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chỉ ở trong nước. Để có thể chiêm ngưỡng tấm biển, chào mừng quý khách đã đến với thành phố cao nhất thế giới. Không ít du khách quốc tế, thậm chí ngay cả người Peru, đã phải choáng váng ngất xỉu, thậm chí là đột quỵ vì ở đây không khí quá loãng, nhiệt độ lại rất thấp. Cũng phải mất đến hàng tháng trời, thậm chí cả nửa năm, đêm nào họ cũng bị chảy máu cam và chống chọi với chứng đau đầu, tức ngực, khó thở. Vậy mà người Việt Ten đã thích ứng được với một môi trường khắc nghiệt của khí hậu, của điều kiện sống. Hàng ngày, họ đã cắt cử nhau việc nội trợ, sinh hoạt và điều hành bộ máy của chi nhánh, song song với việc đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên kỹ thuật tại địa phương. Hiện tại ở đây chúng tôi là có hai người Việt Nam, một anh trưởng trung tâm và tôi là đội trưởng cung tin. Ngoài ra thì có 8 nhân viên bản địa, buổi sáng tranh thủ dậy sớm đi chợ, sau đó là về này, bắt đầu công việc lúc 8 giờ. Dân số ở tại trung cư Patco này thì rơi vào khoảng 30.000 người. Và cái nhu cầu sử dụng về viễn thông của người dân ở đây thì là rất cao. Vì ở ngay tại trung tâm Patco này thì là tập trung rất là nhiều công ty. Và đặc biệt là các cái công ty khai thác mỏ của các cái đối tác của nước ngoài mà vào tại Patco này để khai thác. Vì nhu cầu sử dụng điện thoại rất cao. Ngoài điện thoại ra thì người dân còn sử dụng về Internet và các dịch vụ phụ của điện thoại. Đến cái thời điểm này khó khăn nhất là ở trung tâm Patco này vẫn là cái vấn đề về thời tiết. Ở trên này tại trung tâm Patco là độ cao là 4.500m. Ở đây thì nó độ vì độ cao nên là rất là khó thở và nhiệt độ ở đây thì rất là lạnh. Ban đêm thì thường là xuống âm độ và ban ngày thì nếu mà nhiệt độ bình thường thì khoảng tầm 4-5 độ. Ở Patco này thì tuy rằng dân số thì nó không nhiều nhưng mà các cái trạm của mình là đặt trên cái địa bàn là khá là xa. Đến trạm xa nhất là 700 cây. Còn hiện tại ở trung tâm Patco này chỉ có 4 trạm. Khi mà tuyển ý, đưa ra các cái chỉ tiêu, thứ nhất là các bạn nó phải là dân kỹ thuật. Có thể là khi mà các bạn vào các bạn chưa biết. Nhưng mà các bạn phải là có những người có tư duy và có cái chuyên môn về kỹ thuật. Thế sau đó khi mà vào đây thì là được đi làm cùng với đội đấy, và sẽ trong quá trình làm sẽ là đào tạo dần cho các bạn ấy. Và đến bây giờ thì là hiện tại là các bạn ấy cũng tương đối cứng đấy.